Rồi, chào anh em. Hôm nay thì trước khi giao thì em quay lại một dàn chùa chuẩn bị giao lên cho khách ở trên đài này. Thì chùa này là gỗ chèm tự nhiên, chùa này em sơn đen luôn nha. Thì cái này luôn cả trang trí set up đó. Có luôn cả đồng hồ hiện giờ, hiện giờ cố định nhiệt độ á, nếu mà cứ dưới nhiệt độ 28 là nó sẽ tự bật đèn sưởi lên, còn trên 32 nó sẽ tự tắt.